Xin chào các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ ăn một cái món gì đi con? Món gì đâu? Út nói thử Út đúng không? Món gì? Xoài. Xoài gì? Xoài chua chấm với cái gì đây? Hả? Hả? Ngâm đường. Nè, cái này rất đẹp á. Vậy còn cái này cũng rất đẹp. Ý em là gì đây? Cái gì cũng rất đẹp. Chị thực sự là muốn em tư vấn giúp chị mà. Em biết mà. Chị à, em thực ra cũng có một chuyện muốn nhờ chị tư vấn giúp. Chị giúp em đi. Nhiều lắm á. Ngon bê. Em là sao? Thật hiếm thấy em lại có việc nhờ chị. Nói đi. Chị, có phải quan hệ với chị dâu rất là tốt không? Quan hệ thì cũng tạm được. Chị có hiểu rõ chị ấy không nhờ? Chị có biết giải thích gì không? Cô ấy thích chị thì chị không có biết. Nhưng mà chị biết là một chuyện, chuyện gì? Chị biết cô ấy không thích em chị á. Sao vậy? Sao lại muốn kết hôn với cô ấy nữa? Hết. Trời ơi. Có nhà anh nãy giờ không xuống. Bây giờ anh phim gì đây ta? Bây giờ anh phim gì đây? Trận rất trận xấu. Trận rất trận xấu. Bây giờ anh phim gì đây? Trận rất trận xấu. Quậy thấy cái miệng bị ăn rồi quậy. Quậy rồi. Chợt tốt, chợt xấu,